第三位，你都会说啊，我就是会咳嗽。我这刚买的空调，气温太阳，热天这样，冬天热个脑哎。那你喝白的不嘛？那不拿个来不干啥呀？那呀，喝空调都冻臭，那拿个白的都冻在。那呀，喝个没法，就没回来，我没叫你回来。nói không nghe về Miến Điện chỉ có chết đói. Miến Điện và Việt Nam bây giờ cuộc sống còn đang rất khổ cực mà lại gặp cấm vườn. Đây là chị nô là tham ngán cơ. Bằng thì mình có mấy thay bệnh này là. Đây thì bệnh nào mà cảm thấy là các cá đi các con tỏ là ăn tham ngán là ăn các con tông như chơi cũng là. Đây là khi đi vào những cái nhà các bạn cũng là các cá sấu như nhà.